Chào bạn, tên tôi là Nguyễn Bá Ngọc, hiện đang quản lý trang siêu thị trực tuyến korashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Và như clip lần trước thì Bá Ngọc đã giới thiệu tổng quan về sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em, về công dụng cũng như là cách sử dụng sản phẩm làm sao cho hiệu quả nhất. Ngay sau đó thì Bá Ngọc nhận được rất nhiều những câu hỏi từ phía khách hàng và rất nhiều những cái phân vân từ phía khách hàng, vì hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều những dòng sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì có rất nhiều những dòng sản phẩm hàng kém, hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào. Thì clip này thì Bá Ngọc sẽ chia sẻ một vài những cái kinh nghiệm cũng như một vài những cái cách để giúp cho quý vị và các bạn có thể mua được những dòng sản phẩm chính hãng đảm bảo về chất lượng cũng như đúng với giá trị thật của nó. Vâng, để mua được nước hồng sâm dành cho trẻ em chính hãng thì quý vị và các bạn cần lưu ý một số những cái đặc điểm sau. Vâng, điều kiện số 1 là kiểm tra mã vạch tem bảo hành. Thông thường những sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em chính hãng ấy, thì các bạn có thể cầm sản phẩm lên trên tay và quan sát rất là kỹ về sản phẩm. Thì những sản phẩm chính hãng thì sẽ được đóng vào hộp và bao bì rất là cẩn thận, và đặc biệt là có tem bảo hành của nhà sản xuất là tem niêm phong chính hãng rất là cẩn thận, và nhìn màu sắc bên ngoài thì nó in rất là thật. Và hơn thế nữa là các bạn có thể quan sát là có ghi đầy đủ thông tin địa chỉ của công ty, và đặc biệt hơn nữa là sẽ có cái mã số, đó là lô sản xuất và kèm theo đó là hạn sử dụng, và bên cạnh đó là mã vạch. Thì tại đây các bạn có thể quét mã vạch để có thể kiểm tra được sản phẩm cũng như là nhà máy sản xuất tại đâu. Và sau đây tôi sẽ bóc sản phẩm ra để các bạn thể kiểm tra kỹ hơn. Đây là chính là cái tem niêm phong rất là cẩn thận của nhà máy sản xuất ạ. Đó, đây là phía bên trong. Thì đây là chính là tờ hướng dẫn thông tin chi tiết về sản phẩm, và cùng với đó là cách sử dụng sản phẩm cũng như là hãng sản xuất. Ở bên trong thì có 3 hộp con. Thế ạ. Và đặc biệt cái hộp con này thì cũng có cái trên là cái tem bảo hành được chính nhà máy sản xuất chính hãng. Trong một hộp con này thì cũng ghi rất là rõ về lô sản xuất và hạn sử dụng. Cùng với đó là sẽ có quy cách đóng gói. Trong một hộp nhỏ này thì có 10 túi con, 10 túi nhỏ như này. Và mỗi một túi nhỏ này là 20ml. Đấy, quý vị nhìn rất là rõ, một túi nhỏ là 20ml. Và đây cũng là cái tiêu chí số 2. Tiêu chí số 2 để các bạn có thể tham khảo, đó là hãy chú ý đến cái mùi vị của nước hồng sâm. Và sau khi quý vị và các bạn bóc nó ra và các bạn cho vào cốc hòa, thì khi mà hòa ra thì nếu mà một sản phẩm chính hãng thì có cái mùi nhân sâm của Hàn Quốc nó rất là đặc trưng và có cái vị rất là thanh và dễ uống. Còn ngoài ra cái sản phẩm mà nước hồng sâm dành cho trẻ em nó giả thì sẽ có những cái mùi, nó cũng có cái mùi thơm nhưng chỉ thoang thoảng và nó không có cái mùi vị đặc trưng giống như là sâm của Hàn Quốc. Điều kiện số 3, hãy lựa chọn những địa điểm uy tín để mua hàng. Để có thể mua được sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em chính hãng thì bạn nên chọn mua sản phẩm ở những cửa hàng lớn, uy tín, những nhà phân phối chính thức của công ty có địa chỉ rõ ràng. Trên đây là những thông tin cơ bản nhất để quý vị có thể phân biệt được nước hồng sâm dành cho trẻ em Hàn Quốc thật hay giả. Hiện nay thì trang siêu thị trực tuyến korashop24h.com chúng tôi cũng đang phân phối những dòng sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em. Chúng tôi với một tiêu chí đó là chất lượng là uy tín, thì với tất cả những dòng sản phẩm bán tại trang đều được nhập trực tiếp từ những nhà phân phối uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc về với tay người tiêu dùng Việt Nam, nên các bạn hoàn toàn an tâm về giá cũng như chất lượng của sản phẩm. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi dám cam kết với các bạn rằng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, nếu các bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng tôi cam kết là bồi hoàn tiền 100%. Và hơn thế nữa, chúng tôi còn có chính sách là trong vòng 7 ngày khi các bạn đã cầm sản phẩm trong tay, nếu cảm thấy không hài lòng về sản phẩm thì chúng tôi hoàn toàn có thể là đổi trả hàng cho các bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy truy cập vào website
corashop24.com để dưới phần mô tả của video này, hoặc các bạn thể gọi đến số hotline 0904 363 985 để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em và những sản phẩm khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã qua theo dõi clip này. Bác Ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn và toàn thể những người thân trong gia đình có một sức khỏe bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau.